tập trung và tập trung. Và tại sao lại gọi sự tập trung là cái chìa khóa ma thuật? Nếu như các bạn sử dụng thật thông thái cái sự tập trung vào cái mục tiêu chủ chốt của mình, vào những cái điều mà các bạn mong muốn, thì sau tất cả các bạn sẽ có được những cái thành công và hạnh phúc. Và tại sao cái sự tập trung của chúng ta lại được gọi là một cái chìa khóa ma thuật, một chìa khóa mà khi các bạn sử dụng nó, các bạn sẽ thấy nó mang lại cho các bạn những cái thành quả tuyệt vời. Và hôm nay tôi sẽ giải thích cho các bạn rõ ràng để các bạn có thể hiểu được tại sao nó lại gọi là một chìa khóa ma thuật. Bắt đầu, chúng ta hãy bắt đầu cái vòng tròn trung tâm với cái sự tập trung của chúng ta. Và các bạn chú ý rằng có hai cái luật mà tham gia vào cái việc tập trung của chúng ta, đó là cái gì nè? Có hai cái luật, đó là luật ám thị đó, và cái luật gì nè? Luật thói quen đó. Thế thì cái ám thị và thói quen, sự tập trung, và ở đây là chúng ta có cái tâm trí của chúng ta. Tâm trí có ý thức của chúng ta, nó có những cái mối liên quan như thế nào? Cái mục tiêu chủ chốt của chúng ta, đây là cái mục tiêu chủ chốt. Đó, cái mục tiêu chủ chốt này sẽ gì nè? À, sẽ được đưa vào cái tâm trí có ý thức của chúng ta. Đấy, cái mục tiêu chủ chốt này được đưa vào trong cái tâm trí có ý thức của chúng ta. Và tại cái tâm trí có ý thức này phải nhờ đến cái sự tập trung. Đấy, nhờ cái sự tập trung để nó giữ cái mục tiêu. Nhờ cái sự tập trung của chúng ta để giữ cái mục tiêu chủ chốt này trong tâm trí của bạn. Đấy, cái này rất là quan trọng. Giữ nó trong tâm trí. Và mỗi ngày hãy nhìn ạ, ám thì nó, ám thì cái mục tiêu chủ chốt này đó, ám thì cái mục tiêu chủ chốt này trong tâm trí bạn, thì dần dần nó nhờ cái sự tập trung ấy, thì nó mới dẫn cái mục tiêu chủ chốt của chúng ta đến với cái tiềm thức. Và lúc này cái tiềm thức nó đã ghi nhận cái mục tiêu chủ chốt, các bạn đã đưa được cái nó vào trong cái tiềm thức, và nó sẽ thôi thúc các bạn hành động để các bạn đạt được cái mục tiêu chủ chốt này. Hơn nữa, cái sự tập trung, nó giúp chúng ta tập trung ở những cái thời khắc, những cái nỗ lực, những cái quyết tâm của mình ở hiện tại. Các bạn chú ý, nó sẽ giúp các bạn bỏ qua đi cái quá khứ, bỏ qua đi những cái lỗi lầm, những cái thất bại của các bạn trong quá khứ. Nó không cho phép các bạn ôm những cái đau khổ, ôm những cái hoài niệm đó, mà nó bắt các bạn phải gì nè, à, nỗ lực, phải quyết tâm ở cái thời khắc hiện tại này. Các bạn phải làm nó trong từng khoảnh khắc ở hiện tại. Và chính cái sự tập trung này nó cũng giúp các bạn bỏ qua đây cái gì nè, bỏ qua đi cái việc ảo tưởng về tương lai, ảo tưởng, mơ mộng về tương lai, mà chúng ta cứ hướng ra bên ngoài, chúng ta cứ mơ mộng, chúng ta cứ ảo tưởng về một cái cuộc sống tốt đẹp, chúng ta có thể lo cho người này người nọ. Không, mà nó yêu cầu bạn phải nỗ lực, phải quyết tâm, phải có những cái ý chí ở những cái thời khắc hiện tại. Và từ những cái nỗ lực này, các bạn mới dẫn đến cái gì nè? À, dẫn đến cái quá trình học hỏi của các bạn. Đó là các bạn sẽ làm việc này, các bạn học tập này một cách nhiệt tình, say mê, đúng không? Để làm sao?
để đạt được cái mục tiêu chủ chốt đó. Và từ cái việc làm việc nhiệt tình say mê này, các bạn có thể được gì nè, được ghi nhận, được học hỏi rất nhiều. Các bạn có thể làm nhiều hơn cái mức lương mình được nhận, làm nhiều hơn mức lương mình được hưởng. Nó thể hiện cái nhiệt tình, cái làm nhiều hơn cái mức lương mình được nhận. Mình có thể làm việc một cách say mê, thậm chí là quên cả thời gian. Và khi đó các bạn sẽ có được một cái quá trình học hỏi tuyệt vời. Đây, đấy là một cái quá trình học hỏi. Khi các bạn vào một cái môi trường nào, các bạn phát huy cái sự nhiệt tình này, các bạn sẽ có được một cái quá trình học hỏi rất là tuyệt vời. Các bạn sẽ học được rất nhiều thứ từ đó, thay vì chúng ta ở cái giai đoạn này mà chúng ta chỉ tập trung đến cái tiền bạc của mình. Mà các bạn trong cái quá trình học hỏi này, các bạn sẽ học được rất nhiều những cái kỹ năng cần thiết. Học được cho mình những cái sự tự tin, quyết định cho các bạn sau này các bạn có thể làm được những gì. Tạo cho mình được cái sự tự chủ. Và thậm chí các bạn còn có những cái mối quan hệ tuyệt vời. Mối quan hệ. Và từ những cái này, nó dần dần nó trở thành một, giúp cho các bạn trở thành gọi là gì nữa, thuần thục trong một cái lĩnh vực nào đấy. Thuần thục, những cái kỹ năng này nó được đưa vào trong cái tiềm thức của các bạn và giúp các bạn có thể làm chủ đây một cái lĩnh vực nào đấy. Và khi làm chủ được một cái lĩnh vực ấy, đồng thời các bạn cũng có thể làm chủ được cái gì, à, cái cuộc sống của mình. Và làm chủ được cái cuộc sống của mình thì khi đấy tiền tài mọi thứ nó mới đến ở cái giai đoạn này. Tức là giai đoạn mà có thể các bạn sẽ phải mất tới 10.000 giờ, nó tương đương với 10 năm và mỗi ngày thực hành trong 3 tiếng đồng hồ. Đó, cái quy tắc 10.000 giờ này rất là khoa học. Và khi đó các bạn mới có thể trở nên thuần thục trong một lĩnh vực. Và nó nhờ câu chuyện này, đấy, các bạn thấy không? Nhờ cái sự tập trung các bạn mới có được những cái nỗ lực ở hiện tại. Và nhờ cái sự tập trung này các bạn mới có được cái sự nhiệt tình và các bạn học được rất nhiều những cái kỹ năng mà cần cho cái cuộc sống này, cần cho công việc và học tập. Đó là cái sự cái từ cái sự tập trung này nó dẫn lỗi các bạn rất nhiều thứ. Và sự tập trung nó còn mang đến cho con người của bạn một cái cách nhìn sâu sắc vào cái bản thể bên trong của các bạn. Bởi vì khi các bạn tập trung ấy, các bạn sẽ hướng vào bên trong để chúng ta đạt được mục tiêu chủ chốt, thay vì chúng ta cứ hướng ra bên ngoài và chạy theo những thứ không liên quan, không quan trọng đối với bản thân chúng ta. Và khi nhìn sâu sắc vào trong cái bản thể của mình ấy, chúng ta mới thấy được rất nhiều thứ nữa. Chúng ta mới thấy được cái điểm yếu này, điểm mạnh này, hay là những cái vấn đề mà chúng ta đang gặp phải. Và từ những cái vấn đề này ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được, chúng ta sẽ tìm ra được cái nguyên nhân gây ra những cái vấn đề này. Và khi tìm được ra những cái nguyên nhân mà gây ra những cái vấn đề, gây ra những cái mất mát, những cái thất bại cho chúng ta có được cái giải pháp. Hay nói cách khác là chúng ta có được cái con đường ấy. Và chính từ cái giải pháp này đấy, nó sẽ củng cố thêm cho các bạn. Đây, từ cái giải pháp này nó sẽ củng cố cho các bạn, xây cho các bạn một cái niềm tin vững chắc. Niềm tin vững chắc vào những cái giải pháp này nhờ cái tư duy chính xác này. Nhờ cái tư duy chính xác. Tức là quá trình mà các bạn có được giải pháp này, các bạn kết hợp với cái tư duy chính xác, các bạn tìm ra được cái sự thật. Và cái sự thật này này, nó sẽ củng cố cho cái niềm tin của các bạn. Và niềm tin này nó lại tác động đến cái mục tiêu chủ chốt của chúng ta. Có nghĩa là nó là một cái mối quan hệ tương giao, hỗ trợ nhau để chúng ta tiến tới đạt được cái này, cái mục tiêu chủ chốt của mình. Đấy,
Cho nên mới gọi sự tập trung là chìa khóa ma thuật. Và cái này là nó vận dụng trong thực tế và đi từ rất nhiều những cái người thành công, người ta dành cái sự tập trung cao độ, tập trung cho những cái việc quan trọng, cho những cái việc liên quan, đấy, quan trọng liên quan đến công việc, cuộc sống và học tập của họ. Đấy, thì từ đó họ mới tiến tới đạt được cái mục tiêu chủ chốt. Và các bạn hãy rèn luyện cái sự tập trung này. Trong suốt cái quá trình kinh doanh của mình ấy, thì chính vì thiếu cái này, thiếu cái sự tập trung này mà tôi đã mất mát và thất bại rất là nhiều lần. Nhưng khi mà có được cái sự tập trung này ấy, các bạn sẽ tìm thấy được, đây, các bạn sẽ tìm thấy cái thiên hướng của mình. Bởi vì khi mà các bạn nhìn sâu sắc vào bản thể của các bạn sẽ tìm thấy cái thiên hướng. Và tìm thấy cái thiên hướng hay chính là tìm thấy cái sứ mệnh cuộc đời của các bạn ấy. Và từ đó các bạn theo cái sự mệnh cuộc đời này, các bạn tập trung vào những cái mục tiêu chủ chốt, thì mong rằng qua cái video này các bạn sẽ hiểu được nhiều hơn cái tầm quan trọng của sự tập trung. Chứ chúng ta không chỉ hiểu đơn thuần một cái khái niệm sự tập trung là chúng ta chỉ tập trung vào một cái việc đó xong là thôi, mà phải hiểu một cái quá trình, cái đường đi của nó để dẫn tới việc đạt được mục tiêu chủ chốt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi cái video này. Hẹn gặp lại các bạn.